Chiều nay á, qua tao nhậu với mày. Đó, tao chịu đi cậu rồi đó, mất cậu luôn nha. Ờ. Thôi chứ. Thôi, để đây. Có thể nói rằng chừng nào cỏ nước Nam này hết mọc thì mới hết người Nam chống Tây. Chú dẫn một số anh em dòng ra phía bên kia dừng phục kích. Khi ở đây nổ súng, bọn địch sẽ tạt ra đó, thì chú chớp thời cơ đánh vào sừng chúng, diệt một số rồi rút ra cuối sớm để cùng anh em ở đây rút lui về Đồng Tháp, nhớ chưa? Dạ nhớ. Còn anh hai? Tôi sẽ có cách. Đi đi. Dạ. Oh!
Nhanh lên mày, mau lên. Mày hả? Mẹ mày, làm đi, làm đi, mày làm chưa? Mẹ mày làm biến không? Quân làm biến. Đồng chí Giang làm phách. Đi đánh giặc mà cũng giả gạo hay quá ha. Cũng là dân làm ruộng cả thôi, đâu có giỏi gì. Không biết giả gạo thì đâu ai thèm lấy. Chào mọi người. Giả gạo vui quá ha. Ủa anh hai, nè cho tôi giả thử có được không? Dạ đây nè anh hai. Mình bắt đầu giả được rồi chứ cô? Dạ được. Qua hứa với bầu là sau khi bắt được thằng Hai Lịch rồi, thủ thừa này sẽ có căn nhà mới. Đó là món quà qua tặng cho bầu. Vậy được chưa? Bẩm thầy cai có khách. Bầu cứ nằm nghỉ, chút nữa xong việc quan qua sẽ vô. Vô. Dạ bẩm thầy cai, tụi tôi bắt được lão già này ở trong nhà lão, ở khu vườn bên xóm cái chợ á, nghi là do thám của bọn phiến loạn. Được, mở trói cho nó. Dạ. Nè lão già kia, nghe ta hỏi, lão có biết Nguyễn Trung Trực bây giờ ở đâu không? Tôi không biết. Không biết hay là biết mà không nói hả? Ông cai làm việc nhà nước, trong tay binh lính rình rên mà không biết. Tụi tôi là nhân đen thì làm sao biết được. Vậy lão ở đâu mà mò gì đây? Ở trong đồng tháp 10. Sao không ở đây vô trống làm chi? Hồi mấy ông Phú Lăng Sa bắn phá thủ thừa,
đụng nhau với quân ông Hai Trực thì làm sao dân chúng ở được, đành phải dắt vợ con chạy tản cư vô Đồng Tháp 10 để tránh tên Ba Đạn lạc. Còn chó, con mèo còn muốn sống, huống chi là tụi tôi. Nói nghe được quá nè. Không nói lôi thôi với lão nữa, nghe ta hỏi, có phải lão về đây để dò thám cho cái bọn phiến loạn Nguyễn Trung Trực không hả? Mấy ông đóng đồng ở đây, dân chúng thiên hạ gần xa đều biết, cần gì ông Trực dò thám cho bắt công. Lão già thì bước. Mày đâu? Dạ. Dạ. Lôi lão già này ra đánh cho chết. Rồi lão có chịu khai không? Dạ. Khai không? Bẩm thầy cai, lão đã bị ngất rồi. Đổ nước cho tỉnh dậy. Tiếp tục đánh. Dạ đi. Dạ. Bẩm ông cai, quan lớn Phú Lan Sa trên đồn đang cho người tìm ông lên đồn có việc. Được, giam lão già đi lại, chờ tao về tra tiếp. Dạ. Đi. Đứng lên. Từ hôm bộ nhập Phú Lan Sa chiếm thủ từ đến nay, chúng đã gây nhiều tội ác với một số đồng bào ta tản cư trở về làm ăn sinh sống. Bọn giặc chủ quan cho rằng nghĩa quân ta đã đi hoạt động nơi khác, không dám trở lại thủ thừa. Tên cai tổng hảo tác quai tác quái, gây nhiều tội ác để dân công với giặc. Mới đây tên Việt Giang đó bắt ông Bảy Vẹn đánh cho chết đi sống lại nhiều lần để mong khai thác tin tức hoạt động của anh em mình. Nhưng ông Bảy Vẹn đã biểu lộ khí tiết của người dân yêu nước, thà chết chứ không khai báo. Ngoài ông Bảy Vẹn ra, còn một số bà con khác cũng chịu cảnh bắt bớ tra khảo như vậy. Tội ác của tên hảo và bọn tay sai đã cam tâm bán nước cho lũ Tây Dương. Trời không dung, đất không tha. Nghĩa quân chúng ta phải cương quyết trừng trị chúng để làm gương cho những kẻ rắp tâm theo giặc, coi đó mà răn mình. Tôi muốn hỏi anh em, có quyết tâm tấn công thủ thừa để trả thù cho đồng bào mình hay không? Anh Hai còn hỏi anh em làm chi nữa? Từ ngày theo nay tới đây, có ai không tuân lệnh của anh Hai đâu, phải không anh em? Xin anh Hai cứ ra lệnh cho anh em một cái đồng thủ thừa chứ 10 cái công việc luôn. Nếu anh em đồng tâm nhất trí như vậy thì tôi phân nhiệm vụ như thế này. Hai Nhượng dẫn một số anh em diệt mấy giọng gác của bọn Mã Tà Ma Ní ở vòng ngoài chợ huyện. Tư Học dẫn anh em bắt bọn tay sai, ai chống cự thì giết luôn, nhất là cai tổng hảo. Đồng thời phá ngục, giải cứu đồng bào bị chúng giam giữ. Bọn phản nước hại dân này phải bắt để dân trị tội. Sao Bảnh dẫn anh em theo tôi tấn công vô đồn chánh đóng ở trung tâm chợ huyện. Các anh em về chuẩn bị, phải giữ bí mật tuyệt đối, không để dân chúng biết. Thủ thừa thì các anh rành cả rồi, không cần có người dẫn đường. Chừng nào tấn công anh Hai? Khuya mai, khi thấy nổi lửa ở đồn chánh, coi như hiệu lệnh tấn công. Anh em nhớ chưa?
trai cũng thợ anh em ơi. Hương Hoàng ơi, con lại ông tha cho con đi. Hương Hoàng ơi, ông tha cho con đi, con lại ông. Bỏ nó lại. Con Nghĩa Quân. Đi lên. Đi. Đi. Cảm ơn các chú, cảm ơn các chú nhiều lắm nha. Cũng may là các chú đến kịp lúc, nếu không thì lũ giặc giết hết mọi người ở đây. Dạ. Rồi. Dạ. Chúng ta lại thua nữa rồi. Cho tàu lui về thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Tuân lệnh. Hạ cờ rút lui. Mày có biết tội của mày chưa? Giết đó là chó săn cho Phú Lăng Xa. Mày đã gây bao nhiêu tội ác cho dân chúng ở đây? Đúng rồi. Đổ bao nhiêu nha? Giết bao nhiêu người? Hả? Giết đây. Xin ông hai cho giết tên Việt Giang này để trả thù cho dân chúng bị nó áp bức quá nhiều. Thưa bà con, xin bà con cho tôi nói đôi lời. Nhờ sự giúp đỡ của bà con mà anh em Nghĩa Quân đã phá tan được đồn giặc Âu Thu Thừa này. Tôi thay mặt anh em Nghĩa Quân tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ đó. Bọn Phú Lan Sa vẫn còn đang xâm lược nước ta. Tôi kêu gọi bà con hãy tiếp tục giúp đỡ Nghĩa Quân bằng cách cung cấp tin tức, tiếp tế lương thực cho con em mình gia nhập Nghĩa Quân để tiêu diệt quân cướp nước. Còn tên Hảo này, xin bà con hãy để cho dân lập tòa án xét xử cho công bằng minh bạch, làm cho mọi người thấy con đường làm tay sai cho giặc chỉ có kết quả là cái chết nhục nhã, để lại tiếng xấu muôn đời. Bây giờ bà con hãy về lo phòng bị, có thể bọn giặc còn kéo đến để trả thù, mình lo trước vẫn tốt hơn, phải không bà con? Đúng rồi. Tôi mình về nghe bà con ơi. Mình về nghe. Anh cho anh em đưa thằng này giam lại để chờ xét xử sau. Dạ. Dạ, đội ơn hai ông. Đội ơn hai ông. Đi. Ráng lên đi ta. Cẩn thận. Ráng lên đi hai. Dịch ra tôi đây. Cảm ơn anh. Nhanh lên, đưa đội trưởng về trị thương gấp. Tôi sợ, không kịp đâu anh ơi. Mày ngu quá, còn nước thì còn tát. Anh có con nghiều dễ thương lắm á. Nghe nói họ sắp làm đám cưới hả anh? Thôi, đừng nói nhiều nữa, nhanh nhanh lên. Bình tĩnh đi con gái của tía. Đời người có số hết mà con. Quan trọng là con phải trả thù cho thằng Hòa như thế nào trong những ngày sắp tới. Cho nó yên tâm nơi suối vàng. Lo cho ảnh xong, con tình nguyện theo ông Trực. Chưa nhà hoài, sao con chịu nổi hả tía? Ơi, trăng soi bóng nước mơ màng, xốn sang em nhớ thương chàng lịch ơi. Nước buồn mà trăng cùng chơi vơi, lòng em thổn thức chàng ơi hỡi chàng. Chị Kim Định thật là hạnh phúc. Phải chi mình và anh Hòa cũng có được niềm hạnh phúc đó, dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Ủa, Út Hiền,
Ngồi xuống đây em. Út Hiền à, chị không biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng em. Em cảm ơn chị, nhưng nếu chị thương em, xin chị hãy giúp em một việc. Việc gì em nói đi. Chị nói giùm anh Hai Trực cho em đi theo nghĩa quân nha chị. Có cần thiết không em? Bác Bảy đã lớn tuổi, nhà lại neo đơn nữa. Anh Hòa chết rồi, cứ nghĩ đến cảnh đó là em lại sôi sục trong lòng. Em phải giết bọn Tây Dương để trả thù cho anh. Nếu chẳng may em có mệnh hệ nào thì bác Bảy sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc cho bác ấy đây? Em tin ba em sẽ hiểu cho em. Em không thể ngồi ru rú trong xó nhà nữa. Em sẽ bắt chước chị. Bắt chước chị? Đánh tay. Em nghe anh Hai Trực nói, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà. Anh nói ngày xưa Hai Bà Trưng, rồi Bà Triệu đánh đuổi giặc Tàu, bây giờ chị em mình đánh giặc Tây. Con nhỏ này khéo ăn khéo nói quá hen. Mời cháu. Dạ. Trà ô long này uống được lắm đó. Trà ngon quá. Loại trà này là loại thượng hạng ở bên Tàu đưa qua, chứ ở đây ta chưa trồng được. À. À, bữa nay cháu về chắc có tin gì quan trọng ha? Dạ. Trương Định kháng chỉ triều đình không đi An Giang. Sau khi nghe triều đình ký hòa ước, chịu mất ba tỉnh miền Đông cho người Phú Lan Sa. Vậy thì Trương Định làm gì? Dạ, có một chuyện động trời đã xảy ra. Thưa tất cả bà con dân chúng Gò Công, hôm nay tôi mời bà con tụ hội về Tân Hòa đây là cốt để nói mấy lời từ biệt. Sao ông lãnh binh lại nói như vậy? Bộ ông không tính đánh giặc sao hả bà con? Ông lãnh binh đi rồi, dân chúng ở đây sống sao? Lũ Tây Dương đến đây đốt phá chém giết dân mình, rồi lấy ai chống cự nó đây? Tất cả hãy im lặng nghe ông lãnh binh nói chứ. Chắc dân làng đều biết triều đình đã sai đại thần Phan Thanh Giản ký hòa ước Nhâm Tuất, giao cho quân Phú Lan Xà ba tỉnh miền Đông. Như vậy tỉnh Định Tường bao gồm cả Gò Công này sẽ thuộc quyền cai trị của Phú Lan Xà. Còn phần Trương Định tôi, có lẽ triều đình thấy để tôi ở đây sẽ bất lợi cho việc ký hòa ước, nên đã xuống lệnh điều động tôi đi An Giang trấn nhậm vùng biên ải. Trước đây khi quân Phú Lan Xà tấn công Mỹ Tho, tôi cũng được lệnh điều ra Phú Yên. Tôi đã kháng lệnh không đi, ở lại cùng bà con đánh giặc. Nay triều đình xuống lệnh một lần nữa, nếu tôi không chấp hành thì đạo thần tử tôi làm sao tránh khỏi tội khi quân phạm thượng. Cho nên hôm nay tôi mời bà con tụ tập về đây là để tôi tỏ lòng biết ơn. Bấy lâu nay bà con đã hết sức che chở, đùm bọc, giúp đỡ cho nghĩa quân. Và tôi cũng xin có lời từ biệt bà con trước khi lên đường đi An Giang trấn nhậm. Vậy là chết dân hết rồi. Trường công ơi, xin ông đừng có bỏ đi mà bỏ dân cho giặc. Dạ bẩm đại nhân, xin đại nhân cho tôi nói vài lời với đại nhân. Dạ bẩm đại nhân, tôi tên là Nguyễn Thị Lành, sống tại Tân Hòa này. Chồng tôi đi theo đại nhân đánh giặc ở Chí Hòa Sài Gòn, rồi cũng chết trận tại đó. Tiếp đến là thằng con tôi, nó tên là Thần Nhân, nó cũng đi theo nghĩa quân của ông Hai Lịch đánh giặc rồi chết trận ở Thủ Thừa. Còn đây là vợ con của nó. Này mai thằng cháu nội này lớn lên, tôi cũng cho nó đi đánh giặc Phú Lan Sa trả thù cho ông cha nó. Đại nhân ơi, xưa nay dân mình sống bình yên, lo coi cúp làm ăn có chọc ghẹo ai đâu, mà sao bọn quỷ Phú Lan Sa ở cái xứ nào nó kéo tới đây cướp nước mình, gây biết bao tội ác, đốt nhà, cướp của, giết hại dân mình. Sao triều đình không đánh chết nó đi mà lại hòa với nó, rồi giao đất này cho nó nữa. Còn đại nhân là bậc anh hùng cái thế, dám đương đầu chống giặc bảo vệ xóm làng,
Nay đại nhân phải bỏ đất này ra đi theo lệnh của triều đình. Vậy xin đại nhân hãy xuống tay giết chết mấy mẹ con tôi đi. Thà chết với lưỡi gươm của đại nhân còn hơn là chết dưới tay của lũ giặc Tây Dương tàn bạo. Còn nếu như đại nhân không nỡ xuống gươm mà cương quyết bỏ dân ở đây ra đi, thì mấy mẹ con bà cháu tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc phiện dâm thanh, sẵn sàng muốn chết trước mặt đại nhân để đại nhân rõ lòng nhân hồ không này quyết không đội trời chung với giặc. Bà và cháu đứng dậy đi. Tại sao các người lại làm như vậy? Khiến tôi khó xử quá. Nếu đại nhân quyết ra đi thì mẹ con tôi xin chết trước mặt đại nhân, chứ sống làm chi mà chịu nhục trước quân cướp nước này. Thôi, mời bà con đứng lên đi. Đừng có bỏ dân làng mà. Trương Định tôi thà chết trên mảnh đất Cò Công đây chứ không đi đâu hết. Cảm ơn Trương Công. Cảm ơn Trương Công. Kính thưa đại nhân, xin đại nhân cho phép lão già này được thay mặt dân chúng ở đây tỏ lời cảm ơn quyết định ở lại Gò Công của đại nhân vừa rồi. Nước Nam ta từ khi các đời vua hùng có công dựng nước, trải qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, lúc thịnh lúc suy, nhưng thời nào cũng có những anh hùng hào kiệt ra tay cứu dân cứu nước, xây dựng cơ đồ. Nay trong lúc bọn giặc Tây Dương chỉ có tàu to súng lớn từ xa tới đây cướp nước ta, triều đình nhu nhược không dám đánh, để mất dân mất nước. Nay nỗi nhục này không có nước sông nào rửa sạch. Nay đại nhân là người có dũng có nhân, dám kháng lệnh triều đình ở lại đây cùng dân chúng đánh giặc cứu nước, thì cái đức của đại nhân như biển rộng non cao. Để tỏ lòng tri ân của dân làng Tân Hòa này đối với đại nhân, xin đại nhân nhận của lão già này một lệ. Xin cô đừng làm vậy. Trương Định tôi tổn thọ mất, cô đứng lên đi. Cảm ơn đại nhân. Bà con ơi, nay quan lãnh binh đã quyết định kháng lệnh triều đình mà ở lại cùng bà con Gò Công ta đánh giặc. Ông bà ta xưa có nói, danh có chính thì ngôn mới thuận. Quan lãnh binh đã không nhận lệnh của triều đình thì lấy danh nghĩa gì mà chiêu binh mãi mã để xông ra trận tiền giết giặc cứu nước. Bà con mình có đồng ý suy tôn Trương đại nhân là bình tây đại nguyên soái xông ra trận tiền giết lũ Tây Dương cướp nước không? Đồng ý. Sau khi được dân làng tấn phong danh hiệu bình tây đại nguyên soái, Trương Định đã ra thông báo chiêu mộ thêm quân. Đích thân Trương Định đi thị sát vùng Lý Nhơn và Gia Hội để xây dựng căn cứ sau này, và viết thư kêu gọi Phù Cầm Bô sát cánh cùng với ông ta. Hắn mộ được bao nhiêu quân? Dạ, ngày hôm sau lễ tấn phong đã có gần 200 trai tráng đến nhập ngũ. Nếu kể cả lính cũ và mới thì Trương Định đã có trong tay cũng phải hơn ngàn người rồi. Ăn thua gì, chỉ là trò châu chấu đá xe. Nay mai đây quân Phú Lan Sa sẽ hành quân triệt phá vùng đó, thì đám tàn quân ô hợp của Trương Định có chạy đằng trời. Cơ hội cho cháu lập công sắp tới rồi đó nghe. À,
tên Ninh tên Trực thế nào rồi? Đó là tên giặc cỏ nguy hiểm nhất hiện nay đó. Dạ thưa bác, theo như chỗ cháu biết, hiện tại Trực bây giờ không còn đáng lo ngại nữa. Sao vậy? Theo tin tức cháu vừa nhận được, thì gần đây sau khi ký hòa ước Nhâm Tuất, triều đình thấy để Trực ở lại trong Nam sẽ gây rắc rối cho việc thực thi hòa ước, nên phong cho Trực chức quản cơ rồi điều ra trấn thủ Bình Thuận. Nhưng liệu hắn có kháng lệnh không đi như Trương Định không? Dạ theo cháu biết thì Trực không dám hành động như vậy đâu. Căn cứ vào đâu mà cháu nói như vậy? Dạ trước đây cháu từng học chung với Trực, rồi ở đội nông binh khá lâu, nên cháu rất hiểu tính cách của anh ta. Đó là người rất giữ chữ tín, tôn sư trọng đạo. Chữ nghĩa nó thế nào? Dạ tuy xuất thân là dân chài lưới, nhưng Trực cũng thấm nhuần chữ nghĩa thánh hiền. Anh ta có đủ trình độ để hiểu thế nào là luật vua phép nước. Giả lại tính tình Trực rất bộc trực khí khái, tuy ít tuổi nhưng sống có khuôn phép lễ nghĩa, chứ không ngang tàng bướng bỉnh như loại chỉ huy nông binh vô học kia. Đặc biệt Trực là người luôn tôn trọng lời hứa, luôn sẵn sàng vì người khác. Cháu nghĩ rằng ít ra lúc này Trực không dám kháng lệnh triều đình để bắt tội khi quân đâu. Nhưng dù sao thì cháu cũng phải tiếp tục theo dõi mọi hành động của Trực. Bởi việc đốt cháy chiếc tàu Esperon vừa qua, trong con mắt của người Phú Lăng Sa, Trực vẫn là tên giặc cỏ nguy hiểm số một ở trong Nam này đó. Dạ cháu hiểu. Bây giờ cháu có thể về được rồi. Bác dặn cháu phải luôn chú ý, đừng để Trương Định nghi ngờ, mà không có việc lớn đó. Phải hết sức cẩn thận nha. Dạ cháu nhớ. Các anh em, bữa nay tôi mời anh em mình tập hợp ở đây để nói về lời tâm huyết với anh em trước khi chúng ta chia tay nhau theo lệnh của triều đình. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Có chuyện gì lạ vậy? Rồi sao? Rồi tụi mình sao? Như các anh em đều biết, bọn giặc Tây Dương sang chiếm nước Nam gây ra biết bao nhiêu tội ác cho dân ta, nên anh em đã vì nghĩa lớn mà cùng tôi xông pha trận bạc, không quản gian khổ, không sợ hy sinh, làm tròn bổn phận Nam Nhi trong lúc nước nhà ly loạn. Một số anh em đã đền nợ nước, một số anh em phải mang thương tật suốt đời, nhưng chúng ta cũng đã làm cho bọn Tây Dương phải bạc vía kinh hồn. Tàu bị đốt cháy, đồn lũy bị phá tan, một số tên giặc và bọn tay sai phản quốc đã bị trừng trị đền tội. Đó là luật trời, ác giả ác báo, hại thì nhân hại. Đó cũng là lẽ công bằng ở đời. Nhưng nay triều đình đã ký hòa ước Nhâm Tuất, chịu cho quân Phú Lan Xa chiếm ba tỉnh miền Đông. Mấy hôm trước sứ giả triều đình có vô đây gặp tôi và anh Nhượng, Tư Học, Sáu Bảnh, tuyên đọc chiếu chỉ của hoàng thượng, khen thưởng công lao của anh em nghĩa quân ta, nhất là chiến công của anh em đã đốt cháy tàu giặc ở Dầm Nhật Tảo, Dầm Cỏ năm ngoái. Như vậy tuy ở xa, triều đình cũng biết rõ chiến công của anh em ta ở trong này và có ban thưởng cho anh em lập công diệt giặc. Nhưng có điều đáng buồn là triều đình lại bổ nhậm tôi ra Bình Thuận lo việc quân cơ ngoài đó, mà cũng chỉ một mình tôi phải đi thôi. Còn các anh em khác như anh Sáu Bảnh, anh Nhượng, anh Tư Học thì tùy. Nếu muốn đi Vĩnh Long, An Giang gia nhập quân triều đình cũng được, hoặc giả trở về quê quán làm ăn sinh sống như những người dân khác cũng được.
còn các anh em binh sĩ thì tùy nghĩ di tản. Triều đình không ép buộc. Có thể theo anh Nhượng, anh Tư, anh Sáu hay trở về quê cũng được. Tôi hết sức đau lòng khi phải xa anh em, nhưng là đạo quân thần, tôi không thể nào không vâng lệnh được. Mong anh em hãy hiểu cho tôi. Thưa anh hai, thưa các anh em, tôi vốn là người nghèo khổ, phải đi ở đợ chăn trâu, vô ý làm bớt trâu bị chúng đánh đập rồi tù đày. Ra tù chỉ còn con đường đi ăn cướp, chứ không ai dám thuê mướn mình nữa. Tôi rủ anh em có cùng hoàn cảnh giống tôi lập thành đảng cướp, lấy của người giàu chia cho người nghèo, chứ tôi không hưởng một mình. Đến khi bọn Phú Lan Sa đánh đột kỳ qua, tôi theo anh hai đánh giặc, cùng giàu sanh ra tử với anh em. Chính anh hai đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nay triều đình ký hòa ước rồi lại đưa anh hai ra Bình Thuận, còn anh em mình lại cho tùy nghi di tản. Tôi nói thiệt, triều đình đối xử như vậy tôi buồn hết chỗ nói. Trở về quê hương không có một mảnh đất cắm dùi, lấy gì mà sống? Không lẽ tôi trở lại cuộc đời ăn cướp như trước sao? Không đâu anh em à, ngày nào còn thằng giặc Phú Lan Sa ở đất Nam này thì tôi thằng Sáu Bảnh còn đánh nó tới cùng, đánh tới chết thì thôi. Thưa anh hai, tình anh em giữa anh và tôi thề có trời đất làm chứng, không bao giờ tôi quên anh. Bởi vì anh dắt tôi vào đường ngay lẽ phải, có ích cho dân cho nước. Có thể nói anh đã dắt tôi ra khỏi đống bùn dơ hôi thối, trở lại làm người lương thiện. Hơn nữa cũng là một nghĩa quân, chiến đấu với lá cờ đại nghĩa của anh. Ngày nay anh đi xa, vì tấm lòng của anh đối với tôi cũng như tất cả anh em ở đây, xin anh hãy nhận của tôi một lại. Đừng làm vậy anh Sáu, mình là anh em với nhau, ơn nghĩa gì. Các anh em, ngày hôm kia tôi nhận được tin dưới Gò Công, dân chúng suy tôn Phong Trong đánh binh Trương Định làm mình tay đại nguyên soái. Ông đang chiêu mộ binh sĩ xây thành đắp lũy để chống giặc, tôi sẽ đi theo ổng. Anh em nào có đi với tôi thì đi. Cảm ơn anh em đã có lòng tin tưởng tôi. Thưa các anh em, tôi không ngờ anh em mình có ngày tan đàn sẽ nghé như vậy. Thôi cũng là ý trời, mình đâu có cãi lại được. Anh Sáu Bảnh thì đi Gò Công theo ông lãnh binh, tôi sẽ vô Đồng Tháp 10 theo ông Thiên Hậu Dương, chứ tôi cũng không xuống Vĩnh Long, An Giang làm gì. Anh em nào có đi với tôi thì đi, tôi không dám ép. Anh hãy đi đâu tụi tôi đi theo đó. Đúng rồi. Anh em nói vậy tôi rất vui lòng. Anh hai nè, thiệt tình tôi không biết phải nói với anh hai cái gì bây giờ. Bởi vì từ ngày cùng anh theo ông lãnh binh đánh giặc ở Chí Hòa tới giờ, anh em mình có nhiều kỷ niệm quá. Tôi chỉ mong anh ra Bình Thuận một thời gian rồi trở lại trong này, anh em mình sẽ có dịp gặp lại nhau. Tôi cũng mong như vậy. Các anh em, từ nãy giờ các anh nói anh em mình nghe rõ hết rồi chứ? Tôi không có gì nói thêm, anh em mình biết nhau quá rồi phải không? Chỉ còn có điều tiếc là anh em mình chia tay nhau quá sớm. Giặc Phú Lan Sa thì còn đó, mà anh em mình mỗi người mỗi ngã. Anh hai đi theo lệnh triều đình. Nói xin lỗi anh hai nghe, anh bây giờ là ông quản cơ rồi, anh không đi cũng không được. Chỉ mong anh hai đừng quên anh em. Còn tôi sẽ đi theo ông Đốc Binh Kiều, thề để chặt đến chết thì thôi. Anh em mình đi nhiều hướng, nhưng cùng chung một con đường đánh giặc, thì nhất định chúng mình sẽ gặp nhau. Phải không anh em? Phải. Mình phải uống một bữa rồi chia tay được không anh hai? Được quá đi chứ. Tối nay
chúng ta phải uống thật say với nhau. Để rồi sáng mai đi sớm. Anh em có đồng ý không? Đồng ý. Anh, có chuyện gì mà trong anh có vẻ buồn vậy anh hai? Anh em mỗi người mỗi ngã, vui sao được em? Họ định về đâu vậy anh? Sau bệnh sẽ xuống Gò Công với Trương Đại Nhân, còn Hai Nhượng sẽ vô Đồng Tháp 10 giùm Thiên Hộ Dương. Tư Học sẽ đi giùm Đốc Binh Kiều. Anh em đều theo mấy ông đánh giặc, không ai chịu về quê hết. Thấy tình cảnh như vậy, thiệt tình anh không muốn ra Bình Thuận chút nào. Mấy năm đánh giặc giàu sanh ra tử có nhau, bây giờ tử tán như gà mất ổ. Anh không cầm lòng được em à? Em không hiểu sao triều đình lại đưa anh ra Bình Thuận mà không cho anh mang theo quân sĩ của mình. Như vậy là có ý gì? Đâu có gì khó hiểu em. Triều đình không muốn anh ở lại trong Nam, chẳng qua họ ngại anh sẽ làm khó khăn cho việc thực thi hòa ước mà họ vừa ký với bọn Phú Lăng Sa. Đây cũng là kế điều hổ ly sơn, một công đôi việc đó mà. Hay là anh thảo sớ tâu lên với hoàng thượng xin ở lại? Hôm tiếp sứ giả triều đình, anh đã nói ý này rồi, nhưng hình như họ đã lường trước, nên khi vừa tỏ phân ý định của mình thì sứ giả gạt đi, nói rằng đây là chiếu chỉ của hoàng thượng, anh cần ra Bình Thuận để chấn chỉnh quân cơ, lo việc bố phòng ngoài đó. Đồng thời họ cũng nói rằng anh đã đánh giặc gian khổ nhiều, cần có thời gian tịnh dưỡng cho lại sức. Đây cũng là ân sủng của hoàng thượng, không ai từ chối được. Hay là anh... Em cứ nói đi, không sao đâu. Giữa anh và em có chuyện gì mà em không nói được? Anh hai à, hay anh trả cái chức quản cơ cho triều đình, ta vô Đồng Tháp 10 theo ông Thiên Hộ, hay xuống Hòa Công theo ông Trương lãnh binh mà đánh giặc, như vậy có được không anh? Không được đâu Định à. Em tưởng mấy hôm nay lòng anh yên ổn lắm sao? Dẫu gì mình cũng là con dân một nước, mà nước thì có vua đứng đầu trăm họ, có kỷ cương phép nước, ai ai cũng phải tuân theo. Mà giả lại mình ở đây như ếch ngồi đáy giếng, có biết việc trời đất thế nào đâu. Nhưng anh tin rằng thế nào rồi anh cũng sẽ trở vô Nam đánh giặc. Về bọn Phố Lăng Sa lòng tham không đáy, nó không chỉ chiếm ba tỉnh miền Đông rồi thôi đâu, còn ba tỉnh miền Tây nữa chứ. Chừng đó triều đình sẽ mở mắt ra và anh còn cơ hội trở về. Em tin anh đi. Bây giờ em lo chuẩn bị buổi nhậu tối nay với tất cả anh em, rồi sáng ngày mốt chúng ta sẽ lên đường sớm, kêu Tăng Tâm đi chung với mình. Dạ, anh hai nghỉ đi, mọi chuyện để em lo. Chinh chiến kiên cường, nguyện trung trừng phá tan lũ giặc Tây.